Phương Thúy và Thái Phạm xin kính chào quý vị khán thính giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, cứ mỗi rằm tháng 8 là mùa Trung thu đến thì tất cả các hội đoàn cũng như các nơi đã tổ chức Tết Trung thu dành cho các em thiếu nhi. Và hôm nay thì Phương Thúy hiện đang có mặt tại Grand Century Mall để gửi đến quý vị một hình ảnh về buổi Tết Trung thu do Jody Trịnh cũng như anh Tony tổ chức. Bây giờ Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Chú Đi cũng xin giới thiệu với quý vị là tất cả những lồng đèn của Q-Star Production là công ty tổ chức cái sự kiện ngày hôm nay là sẽ được tặng miễn phí cho tất cả các em nhỏ. Và đặc biệt là lồng đèn của chúng ta năm nay có lồng đèn LED là lồng đèn thép, cho nên là các em sẽ được thấy được những chiếc lồng đèn và cũng như là có đèn ở trong đó, cho nên quý vị đừng lo. Kính thưa quý vị, hiện giờ Phương Thúy đang có mặt tại chỗ Gateline để mà xin lồng đèn. Và có rất nhiều cha mẹ và các cháu để có lồng đèn để Phương Thúy hỏi một số em nha. Con nói cho con nghe hôm nay Tết gì? Trung thu. Trung thu. Rồi cái hôm nay con đến đây là con ghét lại để làm gì đây? Chơi. Chơi còn gì nữa? Lấy lồng đèn. Lấy lồng đèn. Rồi con vui không? Dạ. Rồi con vui nha. Hôm nay các bạn thấy không, tiếng ông bà chú cuội có rau. Rất là vui gặp lại tất cả mọi người tại San Jose. Và tiếng cũng rất là vui gặp lại tất cả các em. Thấy được là các em nay một năm thôi, em lớn rất là nhanh. Và thấy được gia đình người Việt của chúng ta làm ăn rất là phát đạt. Ai cũng thành đạt và thành công hết. Không biết nói gì hơn, mỗi lần về với San Jose là thấy được nhiều niềm vui. Và ước mong sao không chỉ tất cả những người Việt chúng ta, các em thiếu nhi luôn luôn ăn nhiều nè, học giỏi nè, ngoan nè, nhớ nghe lời của cha mẹ nha. Và các em thiếu nhi cũng chính là những cái tài năng, những cái gọi là những tương lai của người Việt tại hải ngoại nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Tường trình từ San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị.